trình Sắc Màu Phương Nam, giao lưu trực tiếp và yêu cầu những bài ca cổ, lớp trích đoạn cải lương trên sóng FM tần số 89,4 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Viettel Pay triển khai chương trình giờ vàng. Khách hàng Viettel Pay đăng ký mới từ ngày 23 tháng 1 năm 2020. Khi thực hiện thanh toán trong khung giờ vàng 9 giờ tới 11 giờ, 12 tới 14 giờ, 19 tới 21 giờ, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần sẽ được hưởng khuyến mại hấp dẫn. Hoàn tiền 50% giá trị giao dịch, được tặng một voucher giảm giá 50% của giao dịch thanh toán cùng loại. Trong trường hợp giao dịch không có voucher, sẽ được tặng voucher thanh toán tiền điện. Chương trình áp dụng cho các thuê bao Viettel Pay đăng ký mới và là thuê bao di động Viettel có phát sinh lưu lượng trên 6 tháng. Chương trình chỉ áp dụng cho các thuê bao Viettel Pay đăng ký mới. Nhanh tay đăng ký sử dụng Viettel Pay và tham gia chương trình giờ vàng để nhận ngày ưu đãi. Thể lệ mới nhất và đầy đủ nhất là thể lệ được đăng tải tại viettelpay.vn. Chi tiết liên hệ hotline hỗ trợ 1800 9000. Đăng ký Viettel Pay, ngập tràn ưu đãi hay, trở thành khách hàng tham gia giờ vàng. Thanh Thúy và Duy rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sắc Màu Phương Nam chiều hôm nay lần thứ 27 của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Vâng, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn sự đồng hành của Viettel Bình Phước chi nhánh tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội đã tài trợ chương trình này. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đang được trực tiếp trên làn sóng FM tần số 89,4 MHz và phát trực tuyến tại địa chỉ website www.bptv.vn. Quý vị và các bạn muốn giao lưu với chương trình thì có thể gọi về hai số điện thoại sau đây: 02712-233-336 hoặc 02712-233-338. Và nếu như quý vị cũng có thể theo dõi chương trình qua live stream trên fanpage Truyền hình Bình Phước BPTV. Vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình Sắc Màu Phương Nam, bởi vì hai số điện thoại còn quá mới, quá lạ với tất cả quý vị, cho nên một lần nữa Duy xin được thông báo lại để quý vị và các bạn có thể dễ dàng gọi lên để giao lưu cùng với chúng tôi: 02712-233-336, 02712-233-338, quý vị nhớ nha. Vâng, chính xác rồi. Và chúng ta có thể tương tác thông qua fanpage Truyền hình Bình Phước BPTV. Hãy bấm share, like và theo dõi chương trình ngay lúc này quý vị nha. Các bạn share, các bạn like, các bạn để lại số điện thoại thì cơ hội của các bạn sẽ được lên sóng rất là cao, bởi vì chúng tôi sẽ gọi lại trực tiếp cho các bạn mà các bạn không cần phải gọi là chúng tôi. Rất đơn giản đúng không? Nhớ phải share và like quý vị nhé. Vậy là hôm nay chúng ta sẽ có hình thức mới là để lại số điện thoại là sẽ được gọi trực tiếp hay chính gì? Xác luôn. Nếu như các bạn để lại số điện thoại và các bạn nhớ phải share like nữa nha. Rất đơn giản thôi. Còn bây giờ thì quý vị thân mến, trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tâm sự của một nữ ca sĩ mà hiện nay cũng được đông đảo thính giả mến mộ. Mến mộ bởi vì cô có một chất giọng rất là ngọt ngào nè, qua những ca khúc mang hưởng dân ca rồi bolero. Và điều đặc biệt á, cô còn là con của nhà nòi nha, bởi vì có cậu và mẹ của mình đều là những nghệ sĩ cải lương nổi tiếng. Bà Duy ơi, thật ra khi mà mình nói đến là con nhà nòi á thì chắc chắn là thính giả sẽ cảm thấy thú vị hơn đúng không Duy? Đúng. Nhưng mà cái đó có phải là một áp lực đối với những nghệ sĩ khách mời của chúng ta không? Anh nghĩ cái điều đó phải để cho chính ca sĩ, những nghệ sĩ nói lên điều đó chính xác hơn. Bởi vì có áp lực hay không, chỉ có chính những nghệ sĩ mới biết được điều đó thôi, thưa quý vị. Hôm nay đây quý vị biết không, ngoài chúng ta gặp gỡ giao lưu với nhau như Thanh Thúy và Duy có quen thuộc với quý vị rồi đúng không? Chúng ta sẽ còn gặp gỡ như một ca sĩ, một nghệ sĩ mà Thúy vừa giới thiệu đó. Cô không những hát tân cổ hay mà cô còn sở hữu một giọng hát cực kỳ ngọt ngào với những giai điệu bolero nữa, mà bởi vì cái như là cái nghệ sĩ, cô nghệ sĩ này mình đã từng giao lưu rồi thì đúng phải rồi, hả? Trước đây thì chúng ta có cái chương trình đó là Dạ Khúc Bolero, đã từng giao lưu với lại cô ấy rồi. Anh mà cái nhớ... đứa cô hoài cô ấy là ai? Cô ấy, chị ấy, nghệ sĩ ấy, thưa tất cả quý vị, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị. Giới thiệu liền không hay là đó phải đợi? Đó chính là nghệ sĩ Hồng Phượng. Hồng không Phượng có đợi lâu được nữa rồi, chúng ta phải giới thiệu luôn. Bây giờ quý vị đã muốn giao lưu cùng với nghệ sĩ Hồng Phượng liền bây giờ chưa? Hay là quý vị muốn đợi đến chừng nào nữa? Chứ Hồng Phượng đã kết nối máy với chúng tôi rồi đấy. Bây giờ chắc mình mời Hồng Phượng lên rồi. Để anh gọi điện thoại. Xin chào. Phải gọi luôn hả? Ồ, anh gọi chứ. Đã nói kết nối rồi mà còn gọi đùa nữa. Đùa thế thôi, kết nối rồi quý vị. Chúng ta gặp gỡ Hồng Phượng nha. Rồi, bây giờ... Dạ. Dạ Hồng Phượng, mến chào anh Hoài Di.
Mến chào chị Thanh Thúy và chào tất cả các thính giả của chương trình Sắc Màu Phương Nam của đài phát thanh truyền hình và báo Bình Phước nha. Đây là lần thứ hai chúng ta gặp lại nhau nhưng mà trong một chương trình khác của đài phát thanh truyền hình và báo Bình Phước. Nhưng mà cái lần gặp gỡ, lần hội ngộ này hình như là trong giọng của Hồng Phượng á, hình như là có giọng thêm đường hay sao á, mà sao anh nghe nó ngọt quá. Đâu, tôi nghĩ là ngọt có tự nhiên ông hả? Á. Ôi vậy hả? Đường đâu. Phượng ơi, trước tiên thì chương trình anh và Thúy thay mặt những người làm chương trình cảm ơn Phượng đã nhận lời mời của Sắc Màu Phương Nam. Và cái thứ hai nữa đó, cho anh thì thường hay quan tâm về sức khỏe và sắc đẹp, Thúy thì lo sắc đẹp, anh lo về sức khỏe. Vậy thì trong những mùa dịch này thì sức khỏe em như thế nào, hãy cho mọi người biết nào. Dạ thật sự là hiện tại là tất cả mọi người ở toàn quốc là đang có một cái tâm thế là nếu như không có chuyện gì thì chúng ta phải ở nhà và không được đi đâu hết. Và hiện tại là gia đình em cũng như vậy. Em đang ở nhà đã nửa tháng nay rồi. Tất cả những cái chương trình quay hoặc là đi hát rồi đã ngừng lại nửa tháng rồi, cho nên em ở nhà và hiện tại là đang rất là khỏe luôn. Cho nên là giọng của em ngày hôm nay mọi người nghe là nó sang sảng vậy đó. Tại vì không có phải thức đêm, thức sớm mà ngủ rất là đủ và ăn rất là được, cho nên ngày hôm nay là em tròn vo luôn rồi. Không, thế nghĩ là sau mùa dịch này thì chắc là các thợ may á, và các shop quần áo bán hàng rất là được anh Duy. Tại sao vậy? Bởi vì các chị em phụ nữ ở nhà thì mới có dịp là trổ tài. Anh lại nghĩ khác, anh lại nghĩ khác là rồi. Sau cái mùa dịch này thì tất cả những người làm thợ hồ, thợ làm nhà cửa đó, họ sẽ rất là có việc làm, là họ phải đi nới cửa ra đó Thiên. Thì chị nghĩ là thợ may thôi, bởi vì là phải may áo quần mới rồi. Anh, vậy hả? Anh lại nghĩ là phải nới cửa ra nếu như con chuẩn bị quá anh... rồi mọi dạ. Phụ nữ mình đâu có để tới nỗi như vậy đâu anh Duy này, cái khéo rồi. Thế thôi, phụ nữ trong mắt anh luôn luôn lúc nào cũng đẹp, dù rằng là thấp cao mù lùn mập ốm gì cũng đều đẹp hết. Thôi chúng ta trở lại chương trình ha. Rồi trở lại chương trình đi ha. Okay. Hồng Phượng ơi. Những tháng đầu năm 2020 thì có thể là chúng ta chưa tổng kết được gì đúng không? Bây giờ còn phải đang chờ đợi tình hình dịch bệnh tiến triển tốt hơn. Thôi thì chúng ta quay trở lại năm 2019 đi. Năm 2019 thì Hồng Phượng chưa có dịp lên sóng của đài phát thanh truyền hình và báo Bình Phước. Thì hôm nay Thanh Thúy và Duy muốn Hồng Phượng chia sẻ nè những cái công việc cũng như là những thành tựu đạt được mà Hồng Phượng cảm thấy hài lòng nhất trong năm 2019. Dạ. Thì năm 2019 á, là có một cái mà đánh dấu sự trở lại của em sau một khoảng thời gian một năm mấy mà em không có đi diễn. Thì là em đã có được may mắn được làm một cái mini show vào tháng 6 năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh, và có sự hỗ trợ rất là lớn mạnh từ gia đình, và đặc biệt nhất là cậu Năm là nghệ sĩ Tú Vũ Linh đã đồng hành cùng em, và cũng như là viết tiếp một cái con đường mà từ đó tới giờ là cậu đã từng đưa đò rất là nhiều rồi. Như người đưa đò 1 đến người đưa đò 4, và tới cái bước chân của em là người đưa đò 5, là cậu đã đưa em trên chuyến đò đó vào năm 2019 và cũng được rất là nhiều quý vị khán giả yêu thương và đón nhận rất là nhiều. Cho anh hỏi rõ hơn là đưa đò 4, đưa đò 5 là sao ta? Quý vị thính giả còn đang thắc mắc rồi ta. Có nghĩa là từ trước á, nếu như quý vị nào mà yêu thương nghệ sĩ Tú Vũ Linh vào khoảng thời gian trước đó thì mọi người đều biết là cậu gắn liền với một cái chủ đề nghệ thuật mà cậu thường hay gắn liền để mà dẫn dắt, dìu dắt những người đàn em, những người con cháu ở trong nghề. Như người đưa đò 1 là cậu cũng đã từng đưa như là Tài Linh, Thanh Tâm hay là Ngọc Quyền gì đó, rất là nhiều cái tên của những nữ nghệ nổi sĩ mà cậu đã từng diễn phải chung. Dùng cái từ nổi tiếng. Dạ đúng rồi. Từ người đưa đò 1, người đưa đò 2, người đưa đò 3, người đưa đò 4 là đã rất là nhiều thế hệ nhiều nghệ thế hệ. Sĩ. Dạ đúng rồi. Rất là nhiều thế hệ nghệ sĩ đã được cậu dìu dắt cũng như là diễn chung những cái tiết mục để mà có được những cái sản phẩm nghệ thuật gửi đến tất cả quý vị khán giả với chủ đề là người đưa đò. Vậy thì cho anh hỏi anh với Thúy đang muốn thắc mắc là Phượng là lên con đò thứ mấy vậy?
Em là con đầu thứ năm. Thứ năm. Tức là dạ, phải rồi. Tương đương phải nói nghĩ là năm thế hệ đã trôi qua với dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ Vũ Linh. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là mình không nói là năm thế hệ, mà có nghĩa là cái người đưa đò một của cậu á, em không biết là nó bắt nguồn từ năm mấy em không biết, nhưng mà đã lâu rồi. Đã lâu rồi, chắc cũng khoảng mười mấy năm rồi đó. Mà cứ cách mấy năm là cậu mới làm một lần. Anh hiểu vậy được không? Coi như là người sĩ như em nói là tài linh thân tâm đó, mình gọi là F1 đi. Dạ. Còn em là F5. Dạ, rồi. Có thể gọi là như vậy. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt hơn là ở những cái người đưa đò 1 đến người đưa đò 4 á, thì là trong cái chương trình á, là cậu đưa rất nhiều người. Rất là nhiều nghệ sĩ khác nhau. Ví dụ như một tiết mục là sẽ diễn với một cô đào khác. Tiết mục thứ hai sẽ diễn với một cô đào khác. Nhưng ở người đưa đò năm này của em á, thì là cậu chỉ đưa một mình em thôi. Là một chuyên đề chỉ là người đưa đò đêm nghệ sĩ Tú Du Linh và Hồng Phượng thôi. Như vậy là dồn hết tâm huyết để dành cho đứa cháu gái của mình. Dạ. Có nghĩa là cái đêm đó giống như là đêm đó là mini show của em. Còn cậu là cái người trên cái con đò đó, và cậu là người lèo lái và chống đỡ em đi vậy đó. Anh và Thúy sẽ còn rất nhiều câu hỏi đặt cho Hồng Phượng nữa, nhưng mà Thúy biết điều gì không? Bởi vì thính giả đang đợi. Đấy, đúng rồi, Thúy mời thính giả. Thúy thấy là thính giả của Đài Bình Phước là rất quan tâm đến cái mảng mà sân khấu cải lương ha. Đúng rồi. Cho nên hầu như là những khách mời của chương trình thì thính giả cũng rất là phấn khởi muốn được giao lưu. Và bây giờ thì xin mời thính giả đầu tiên của chương trình. Alo, xin chào bạn nha. Alo, chương dạ. trình. À, rồi, dạ. bạn lên tiếng đi. Alo. Dạ. Dạ, em tên là Minh Tý, đến từ Cà Mau, đến rồi dây giờ chị Thông Thúy. À, phía bạn tín hiệu sống có tốt không bạn? Dạ, tốt, chị Thúy ơi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ được giao lưu với lại nữ ca sĩ Hồng Phượng ha. Dạ. Bạn có theo dõi chương trình từ đầu không? Dạ, có, thưa chị Thúy. Rồi, bạn có theo dõi chương trình từ đầu. Bây giờ là chương trình đang được giao lưu và gặp gỡ với nghệ sĩ Hồng Phượng. Bây giờ chương trình sẽ dành thời gian cho bạn với lại Hồng Phượng. Chúng ta sẽ cùng tiếp xúc và giao lưu, trò chuyện với nhau nha. Rồi, xin mời Tý. Dạ, em chào chị Hồng Phượng ạ. Chào Tý nha. Dạ, em là khán giả gọi đến từ quê hương của Cà Mau. Thì em cũng đã thường theo dõi những cái bài hát mà chị song ca với nhiều ca sĩ khác nhau. Thì em có từng thưởng thức qua một cái bài hát em rất là tâm đắc với chị song ca với anh ca sĩ Quỳnh Thực. Đó là trong cái bộ phim là Nhà Ông Hoàng Có Ma, trong đó chị có song ca với anh ca sĩ Quỳnh Thực ca khúc Sầu Thiên Thu á. Thì em rất là thích khúc này. Thì chị có thể nói thêm một chút về ca khúc này khi chị song ca cùng ca sĩ Quỳnh Thực trong bộ phim Nhà Ông Hoàng Có Ma không ạ? Cảm ơn Trí đã rất là quan tâm tới một cái bài hát mà Hồng Phượng không nghĩ rằng là khi mà Hồng Phượng cùng với Huỳnh Thật thu âm bài hát này lại được quý vị quan tâm đến như vậy. Bởi vì trong thời điểm đó thì cái bài Sầu Thiên Thu được chọn trong cái phim Nhà Ông Hoàng Có Ma là một sáng tác của anh Quý. Thì nói chung là anh Văn Thiếu Quý. Thì nói chung là bài hát này á, nó là một cái bài bản trong cải lương. Đó là phi dân điệp khúc. Thì lúc đầu á, đầu tiên hết á, là bên phía nhà sản xuất á, thì là chọn Hồng Phượng với lại Đông Dương. Nhưng mà thời điểm đó thì nhà sản xuất là nghệ sĩ Hoàng Mập á, mới quyết định á, là cho Hồng Phượng cùng với Quỳnh Thật sẽ hát song ca bài hát này để mà đưa lên opening của phim. Còn nghệ sĩ Đông Dương á, nghệ sĩ ca sĩ diễn viên Đông Dương sẽ là hát bài hát này luôn, nhưng mà hát đơn ca và hát trong phim, hát trong những cái đoạn ở trong phim. Còn Hồng Phượng với Quỳnh Thật á, là sẽ hát những cái opening và cái ending á, là sẽ hát cái bài hát này. Và trong khoảng thời gian gần đây á, là khi cái phim được quý vị khán giả đón nhận rất là nhiều, thì đồng thời đó cũng là được cái bài hát này cũng được quý vị khán giả rất là quan tâm. Cho nên là Hồng Phượng có đăng tải cái bài hát này trên kênh YouTube của Hồng Phượng và cũng được quý vị khán giả yêu thương rất là nhiều. Cảm ơn Trí đã quan tâm bài hát này nha. Đó. Dạ, em xin cảm ơn chị đã trả lời câu hỏi của em trong chương trình Phát Sào Quảng Nam chiều nay của Đài Bình Phước. Thì em chúc chị Hồng Phượng luôn nhiều sức khỏe và luôn có một giọng ca thật là ngọt ngào, truyền tải đến cùng quý khán giả càng xa trong thời gian sắp tới trong chương trình công việc của mình nha chị Hồng Phượng ạ.
Cảm ơn Tý đã đến với chương trình và chúng ta vừa được nghe cuộc trò chuyện giữa Hồng Phượng với bạn Minh Tý đến từ Cà Mau. Phải nói là khi mà thính giả có đặt câu hỏi thì mình mới biết là sự quan tâm của thính giả dành cho những nghệ sĩ của chúng ta nhiều như thế nào, đúng không? Giá như ước gì anh chỉ được khoảng là một tháng thôi trong cuộc đời của Phượng, nó được làm nghệ sĩ Hồng Phượng để được mọi người yêu thương và quý mến như vậy. Thôi bây giờ nếu mà nói tới từ giá như thì cũng khó lắm, thôi chúng ta quay trở lại thực tại đi chứ. Thực tại đi hả? Phượng ơi, được biết là Phượng không những hát giọng tân cổ rất hay rồi, mà Phượng có nhớ một cái khi mà anh hát lên một cái đoạn này, không biết là Phượng nhớ bài này không ta? Anh thấy trong cái YouTube của Phượng anh thấy có cái bài này nữa Phượng nè. Bài gì vậy chị? Đừng nói tựa nha. Hương xưa ơi, tìm đâu thấy kỷ niệm bởi một màu hoa tím. Ôi chương trình đón tựa bài đề bài hát hả anh? Đón tựa bài hát em ơi. Chương trình này có thưởng không? Anh ấy cho anh nghe cực kỳ hay và cực kỳ ngọt luôn. Mà nghe cái bài mình lại thích nữa. Mình hỏi thử coi Phượng có nhớ là những bài hát bolero, bởi vì Phượng hát rất nhiều rồi. Nếu mà như anh hát cái đoạn vừa rồi, Phượng có nhớ bài đó bài gì không? Đương nhiên là em phải nhớ rồi, bởi vì đó là một bài hát mà em đã lựa chọn làm chủ đề album Vân 1 của em. Đó là bài Hoa Tím Người Xưa, một sáng tác của cố nhạc sĩ Thanh Sơn. Bài này vậy thì hay. Hay, Thúy biết bài này không? Tôi biết, mà Thúy thấy là nhiều người dân cũng yêu thích cái dòng nhạc bolero và đặc biệt là bài này. Bài này rất là lâu rồi. Anh muốn nghe Phượng hát live một đoạn trong bài hát này được không? Thúy cũng thích vậy đó. Dạ. Hương xưa ơi, tìm đâu thấy kỷ niệm với một màu hoa tím. Còn lại đây những khung trời chờ vơ, tháng năm lòng ngóng chờ. Rồi từ đó những đêm buồn mang tới, thương nhớ khôn nguôi người xưa xa cách rồi, ân tình suốt đời đau trong lòng. Có Thúy rước rồi, trời ơi. Anh Duy, không phải là Thúy rước mà Thúy làm gián đoạn ca sĩ Hồng Phượng. À vậy hả? Dạ, Thúy làm Phượng bị phân tâm phải không? Phượng ơi, tại em nghe cái giọng em không biết là có phải là cái tiếng vang của em lại hay không. Hay là cho nên là em bị khựng lại. Tại thật ra thì những bài hát khi mà tham gia chương trình, với lại vốn là cũng đam mê âm nhạc, nên Thúy và anh Duy thì nhiều khi không có kìm lòng được. Nghe nghệ sĩ hát thì cũng muốn hát theo, mà hát to quá thì ác tiếng nghệ sĩ tiếng hát sợ thở ác tiếng bom. Nên là thôi hát nhỏ thôi, nếu mình đủ là gọi là có phong trào ha. Bây giờ chúng ta quay vô với chương trình chính hôm nay đây. Phượng ơi, hồi nãy chúng ta cũng giới thiệu sơ về như Thúy nói là Phượng là một người con nhà nòi, tức là ba mẹ đều làm trong nghề hết đúng không? Và qua tìm hiểu thì anh Duy cũng có biết thêm là Phượng lớn lên với một cái tuổi thơ nó cũng bị thiếu thốn một chút về tình cảm, và mình phải về mình ở với ngoại đúng không em? Ký ức thì vẫn tràn đầy, vẫn rất là nhiều kỷ niệm đẹp, những ký ức đẹp, thế nhưng thiếu thốn đi tình cảm của ba mẹ. Lúc đó thì khi nào thì Phượng mới cảm nhận được rằng là bây giờ mình phải đã có cái máu trong nghề rồi, mình phải đứng bằng đôi chân của mình không phải là dựa dẫm vào bất cứ ai, dù đó là một người rất là nổi tiếng, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, thì Phượng đã quyết định cho mình như thế nào? Từ lúc đầu, từ những ngày đầu mà em theo nghề á, là em đã hình thành cái suy nghĩ đó trong đầu của em rồi. Thật sự luôn là từ những ngày đầu, em vào nghề rất là trễ, em vào nghề từ năm 2010 lận. Em mới bắt đầu tập tành, nói chung nó cũng một là cái cơ duyên. Một lần ba em đi đóng phim, mà đóng những cái vai nhỏ nhỏ đó. Thì ba mới nói là ngày hôm nay ba đi quay phim, Phượng có muốn đi với ba không? Thì cái em cũng rất là, em nói chung là cũng đã có máu rồi, nhưng mà tại vì mình không có cơ hội. Thời điểm đó mình không có cơ hội, bởi vì mẹ cũng đã không đi hát đã 10 năm rồi. Và cũng không có ở trên cậu nữa, cho nên là em không có cơ hội. Rồi cái đưa đẩy, khi mà ba nói cái điều đó thì em ok liền. Em mới đi chơi. Em đi chơi theo thì có rất là nhiều mọi người ở trong đoàn phim á, người ta quan tâm, có nghĩa là người ta thấy ủa sao tự nhiên hôm nay chú Minh đi đóng phim mà có đem theo con gái nữa. Thì người ta mới quan tâm và người ta mới xin số điện thoại của em. Rồi
bất chợt tự nhiên người ta lại gọi điện thoại cho em và kêu em đi đóng phim, đóng những cái vai quần chúng, mà những cái vai nhỏ nhỏ mà một hai câu thoại á, thì là em cũng đi, cũng tự tìm cho mình một cơ hội, mình cũng thử thôi, coi như là mình có duyên hay không. Thì mình đi đóng phim như vậy đó, mà từ một lần đầu thôi, lần đầu tiên mà em ra ngoài phim trường em run lắm, có một câu thoại mà em nói không có được, em lập bập mà quay lại mấy lần luôn á. Em cứ nghĩ là lần đó là coi như xong rồi, là không, chắc là không có thể nào mà làm nghề được đâu. Cái xong rồi là cứ bị quay lại mấy lần luôn mà rất là quê. Nhưng mà mình cứ nghĩ là như vậy thôi. Khi sau lần đó về á, thì là có rất là nhiều, cái thời điểm đó là phim truyền hình Việt Nam phải nói rất nhiều phim, rất là nhiều phim luôn. Thì là cứ người này truyền tay qua người kia là cho số điện thoại của mình, và cứ gọi, cứ kêu mình đi đóng vai này, đóng vai kia, mà những cái vai nhỏ nhỏ một hai phân đoạn thôi à, quay trong ngày, hoặc là có những hơn á, mà có những vai mà nhiều hơn thì có rắc co là quay được mấy ngày liên tục luôn. Đó, thì bắt đầu là em làm quen với nghề, có nghĩa là tự nhiên nó giống như là mình đã có sẵn cái máu trong người mình rồi, cho nên khi mà có một cái chuyện gì là mình tiếp thu rất là nhanh, tiếp thu nhanh lắm. Mà cái thời điểm đó đó, có nghĩa là không có ai biết em là con nhà nòi hay là con cháu gì của ai hết trơn á, em giấu bặt luôn. Mà có những khi mà ba em á cũng hay nói là nói là cháu Vũ Linh á, là em cứ nói ba đừng có nói vậy, con không có thích. Dạ, con không có thích. Mà có những khi mà gây gắt với ba luôn á. Ba cứ, tại sao ba cứ phải nói những cái điều đó làm gì, trong khi đó con chưa có một cái thành tựu gì hết. Ba nói như vậy á, người ta nhìn vô con á, người ta nói ủa sao cháu Vũ Linh mà phải đi đóng quần chúng, cháu Vũ Linh mà sao đóng vai nhỏ xíu như vậy. Nhưng mà cái lúc đó thích. Phải nói rằng là Phương đâu có hiểu rằng đó là niềm tự hào của ba đâu. Mình không dạ, hiểu được rồi. Trong cái có nghĩa là em hiểu được hết á. Em hiểu được là có nghĩa là ba muốn nói điều đó ra để cho khi cái bước đường em đi nghề á, người ta sẽ có cái sự ưu ái. Nếu như biết mình là con cháu trong nghề, người ta sẽ có sự ưu ái. Nhưng bản thân em thì em không thích như vậy. Em có một cái suy nghĩ, cái lúc đó em nghĩ gì nè, em nghĩ là tại sao phải cho người ta biết mình là cháu của nghệ sĩ Vũ Linh, trong khi bây giờ mình chưa có gì cả. Nếu như mà mình làm hay thì mình không nói đi, người ta sẽ nói ừ đúng rồi, tại vì cháu của nghệ sĩ Vũ Linh mà, thì đương nhiên là phải hay rồi. Còn nếu như mình làm dở thì vô hình chung là mình đang làm cái hình ảnh của cậu mình nó không còn đẹp nữa. Và tự nhiên vì mình mà tất cả những cái gì mà cậu đã xây dựng và đã cố gắng rất là nhiều trong nghề của cậu để mà được có như cái ngày hôm nay, mà vì một Hồng Phượng, vì một cô cháu gái mà tại vì người ta lại nói như vậy thì Hồng Phượng không muốn. Như cho vậy thì là... anh muốn nói cái chỗ này nè. Câu chuyện nó đang dang dở thật, nhưng mà Thúy cũng thấy một điều rằng là Hồng Phượng rất là bản lĩnh. Bản lĩnh ngay từ khi này, bắt từ khi lúc mình chưa xác định mình được nổi tiếng hay không. Là mình thì đã mọi có người cái... khi mà bắt đầu vào công việc gì đó thì vẫn mong là mình phải có một cái bình phong, có một cái bệ đỡ, bệ phóng mà, đúng không? Đó, nhưng mà đối với Hồng Phượng thì Hồng Phượng muốn là đã có. Mình phải làm được một cái gì đó, ừ, đúng đó rồi. Mình mới nhận mình có người thân khi mà ba nói rằng là đây là cháu của Vũ Linh thì Hồng Phượng đã không muốn điều đó rồi. Tức là rõ ràng là cái bản lĩnh đã ngay từ lúc đó rồi. Bây giờ để quý vị hiểu rõ hơn về Hồng Phượng cũng như là khách quan hơn, quý vị tìm hiểu, thì bây giờ Duy mời lên sóng người bạn tiếp theo nữa. Bạn có quyền đặt câu hỏi gì, tất cả những câu hỏi liên quan đến Hồng Phượng nha. Xin mời bạn. Dạ. Rồi chương trình dạ, mời bạn chào. Lên sóng. Dạ xin chào anh Hoài Duy cũng như là chị Anh Thúy cùng với ca sĩ Hồng Phượng. Rồi dạ. Chào bạn. Dạ, hãy giới thiệu về mình. Dạ em tự giới thiệu, anh tên là Phan Anh Phước, đến từ quê hương Bình Phước anh Duy. Nãy giờ đã nhận ra giọng của Phan Phước rồi. Dạ. Bây giờ thì Phước đang giao lưu cùng với nghệ sĩ Hồng Phượng ha. Bây giờ thì cũng như là những thính giả khác thì anh Duy và Thúy cũng sẽ nhường sóng cho Phượng và Phước được trò chuyện cùng với nhau. Rồi xin mời hai người nha. Dạ, xin chào Hồng Phượng. Dạ, chào Phước. Ví dụ như mà trên con đường của Phượng á, thì nói chung là ngày đầu với hiện tại thì không biết là so với cuộc sống hiện tại bây giờ thì ví dụ như ngày đầu tiên thì ai cũng gặp những khó khăn. Vậy thì với cuộc sống hiện tại của bây giờ, cái con đường nghệ thuật của mình thì Phượng có còn gặp khó khăn như vậy nữa không Phượng? Dạ, em xin trả lời câu hỏi của anh Phước. Thật sự ra mỗi cái thời điểm á, nó có những cái khó khăn khác nhau. Giống như cái thời điểm mà em mới khởi điểm để mà em làm nghề á, thì nó có những cái khó khăn là mình lúc đó mình chưa có định hình được mình. Lúc nào mình cũng phải...
đi theo một cái gọi là người ta kêu mình làm gì thì mình làm đó, người ta kêu show như thế nào thì mình làm đó. Còn như bây giờ thì mình định hình được, ít ra thì giống như bây giờ em đã có được một cái chút xíu thành tựu rồi, thì ít ra trong lòng khán giả em cũng có được một cái gì đó. Thì ví dụ như bây giờ ai mời em làm cái gì thì em cũng sẽ có một cái sự đắn đo về cái show đó nó có thích hợp với mình hay không, và cái sự xuất hiện của mình có được đón nhận hay không, thì em sẽ lựa chọn và chọn lọc hơn. Và bên cạnh đó thì đương nhiên khi mà mình đã trải qua một khoảng thời gian, tới đây là đã 10 năm trong nghề rồi, thì có những thăng trầm rất là nhiều, thì em cũng nói chung là em cảm thấy là bây giờ mình có khó khăn, nhưng cái khó khăn của mình á là mình phải cố gắng nhiều hơn để mình thành công hơn những cái ngày trước. Và mình sẽ cái cố gắng, cái khó khăn của mình á là phải làm sao để trong lòng khán giả luôn luôn nhớ mình, luôn luôn yêu thương mình, và bằng cách là mình phải có những sản phẩm mới và những cái mà để lưu lại trong lòng khán giả lâu hơn nữa. Cái đó là Hồng Phượng nghĩ là cái khó khăn của hiện tại mà Hồng Phượng phải cố gắng. Rồi Phước muốn hỏi gì với Lê Phượng nữa nè? Dạ, Phước muốn hỏi thêm một câu hỏi nữa là hiện tại thì cả một thế giới cũng như là cả nước Việt Nam chúng ta thì đang trong cái mùa dịch Covid này á, thì không biết là trong mùa dịch này thì không biết là Hồng Phượng có góp phần vào để cùng cả nước chúng ta chống dịch Covid này không Phượng? Dạ, em có đọc được á là bây giờ, hiện tại bây giờ là chỉ cần ở nhà thôi là chúng ta đã một phần chung tay với đất nước chống dịch Covid rồi. Cho nên là em rất là nghe lời, em chỉ ở nhà thôi, chẳng đi đâu cả. Nhưng mà đúng rồi, nhưng mà ý là ví dụ như là một người nghệ sĩ thì ca sĩ thì mình cũng có một cái đóng góp nào đó hoặc là một cái gì đó để đóng góp cho đất nước Việt Nam mình đó Phượng. Dạ, thì em thấy em hiểu câu hỏi của anh, có nghĩa là em đã thấy có rất là nhiều người nghệ sĩ họ đóng góp, họ gọi là làm từ thiện, làm này làm nọ làm kia rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì em cũng âm thầm, em chỉ âm thầm giúp đỡ những cái hoàn cảnh nào mà em biết được, và em âm thầm làm điều đó thôi chứ em, tại vì cái của em nó chỉ là một cái phần nhỏ lẻ trong tất cả rất là nhiều cái. Cho anh nên Duy em muốn đổi lời cái chỗ này nè, tức là cũng có rất nhiều nghệ sĩ làm những công việc đang mọi người đang làm, đang cùng chung tay, nhưng mà mỗi người sẽ làm theo cái cách của cái mình, khác nhau, cách khác nhau. Anh Phước là không hơi làm khó, cứ nghĩ không phải cứ nghĩ rằng là tất cả mọi người ai cũng sẽ làm đều giống nhau, nhưng mà không phải, có nhiều người họ làm sao cách khác nhau. Nếu ai cũng làm một cách đó thì những việc còn lại ai sẽ làm? Phước hiểu ý Hồng Phượng không Phước ơi? Dạ hiểu. Em nghĩ là nói chung là với cái đại dịch đó thì chúng ta cũng chỉ cần chúng ta góp phần một cái việc gì nhỏ nhỏ nho thôi, đúng thì rồi, chúng ta cũng là đóng góp rồi. Anh rồi vậy là vậy? Chắc là anh Phước đã làm được việc gì rồi đúng không? Kể cho chương trình nghe nào. Thế nghĩ là cho anh Phước đã làm được việc gì đó rồi. Dạ thì cũng trong mấy ngày nay thì em cũng có góp phần một việc nhỏ nhỏ đó chị. Thì có những cái hoàn cảnh khó khăn đó chị. Thì em cũng góp phần thì mang những cái phần cơm đó chị. Thì cơm chay từ thiện á. Thì em cũng có biết những cái hoàn cảnh khó khăn thì cũng đem đến cho họ những cái bữa cơm trong cái mùa này á chị. Thì hoàn cảnh thì cái những hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta cần phải biết đến nhiều hơn. Thì chúng ta sẽ biết được những cái hoàn cảnh của họ như thế nào. Vì mình có cuộc sống như vậy nhưng mà rồi, có những hoàn cảnh thì rất là khó khăn thì cảm ơn Phước, bởi vì anh hiểu được là Phước muốn nói gì rồi. Tức là mỗi chúng ta sẽ thể hiện một cách khác nhau. Phước cũng như là Hồng Phượng đó. Hồng Phượng thì có thể là thấy những hoàn cảnh nào đó rồi tặng gạo hay là giúp đỡ bằng tiền bạc chẳng không, hạn. Và không chỉ có là đợi đến là đại dịch Covid mới làm điều đó, mà Hồng Phượng đã làm trước đây rồi. Âm thầm làm trước đây rồi nữa. Và trực tiếp luôn đến những cái hoàn cảnh khó khăn đó. Thì chắc chắn là họ cũng sẽ nhận được trọn vẹn cái tình cảm mà Hồng Phượng dành cho họ. Hy vọng là với cái câu chuyện nhỏ vừa rồi thôi thì chúng ta cũng rút ra được nhiều cái bài học quý giá trong cuộc sống này. Chúng ta phải nhìn xuống để thấy có những hoàn cảnh còn đang rất là khó khăn cần chúng ta giúp đỡ, đặc biệt là trong cái mùa dịch này. Bây giờ để trở lại với chương trình hôm nay, anh cảm ơn Phước nha. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức. Phải để cho ông Phượng giải lao tí anh Duy hả? Trò chuyện suốt 30 phút rồi mà chúng ta phải cho người Phượng uống một miếng nước đi ha. Rồi. Bây giờ thì tạm chia tay nhau tí xíu Hồng Phượng ha. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Chung Vầng Trăng Đợi. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Phương.
Vâng, chúng ta đang đến với chương trình Sắc Màu Phương Nam. Và quý vị thân mến, hai số điện thoại rất là mới nhưng mà cũng rất là dễ nhớ đúng không anh Duy? 02712336. 02712233336. 02712233338. Để tôi đọc lại một lần nữa cho chắc nha. 02712233336. 02712233338 quý vị nha. Rồi, bây giờ quay trở lại với chương trình buổi chiều hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Hồng Phượng. Phượng ơi. Dạ, em nghe. Dạ, em nghe, anh cũng nghe luôn. Anh nãy giờ đã uống được ngụm nước nào chưa? Dạ, em đem sẵn một ly nước lớn ở trên này luôn rồi. Vậy. Trời ơi, Hồng Phượng ơi, phải gì đâu. Anh Duy, anh nói là nghĩ để cho Hồng Phượng uống ngụm nước, mà thật ra là để anh uống hai ngụm nước. Thí cũng đem dạ. Một phần thua hả, là một chai rau má rất là lớn và uống rất là ngon luôn đó Phượng. Nói cho Phượng thèm dạ. Chơi. Phượng nè, để giữ gìn sắc đẹp, ví dụ như là da mặt không phải nổi mụn nè, rồi có một cái thần thái, thần sắc nó thật ổn định để khi lên sân khấu. Phượng chia sẻ một bí quyết, ví dụ như là ngoài ngủ đủ giấc ra, ăn đủ chất thì còn gì nữa? Em uống nước nhiều. Nước nhiều. Với lại em có ăn yến. Yến. Với lại đối với em thì ngủ được là rất là tốt, bởi vì ngủ được sẽ làm cho cái mặt của mình nó đầy, và cái giọng hát của mình nó cũng đầy luôn. Ồ. Ngủ đủ giấc là tốt nhất. Anh người ta là... nói á, như cậu em hay nói á, là ăn là múa, ngủ là ca. Ăn là múa, ngủ là ca. Như vậy thì có nghĩa rằng là ngủ được nhiều thì da mặt nó cũng đầy nè, rồi cái gì đầy nó, giọng hát cũng đầy, và cái thân hình nó cũng đầy, phải không? Dạ. Thôi cái vụ thân hình đầy đó thì không thích cho lắm đâu. Cái sợ không à, dạ, cái sợ rồi. Xấu không à, khổ ghê vậy đó. Xấu ai cũng đẹp sợ. Xấu ai cũng sợ. Rồi. Thích đẹp thôi. Thích đẹp thôi. Bây giờ mình vô chủ đề chính ha. Phương nè, quay trở lại với lại cái câu chuyện hồi nãy á, mình đang nói dễ dàng đó. Có khi nào Phương bị khán giả hay là người khác, những người mà cùng nghề với mình chẳng hạn, họ nói ôi Hồng Phượng nhờ bệ đỡ của cậu Vũ Linh chứ cho nên mới được hôm nay, chứ có bao giờ bị người ta nói như vậy không? Rồi Hồng nhiều Phượng, lắm anh. Rồi Phương sẽ nhiều lắm. Phản ứng thế nào? Rất là nhiều, thật sự là rất là nhiều luôn. Từ những cái ngày mà em được biết đến là cháu của nghệ sĩ Tú Vũ Linh, là em đã bị nói về cái điều đó rồi. Và từ lúc đầu là em rất là tức tối. Em rất là bực, và em cứ có nghĩa là mình cứ gặp ai người ta nói với mình như vậy á, là mình sẽ cứ giải thích. Mình cứ giải thích là bạn ơi, bạn có biết là cái con đường của mình đi như thế nào hay không mà bạn lại nói như vậy. Và mình cứ tức tối về cái điều đó là mình ok, nếu như bây giờ nói là Hồng Phượng dựa hơi nghệ sĩ Tú Vũ Linh cũng được đi, cũng được đi, bởi vì tôi là cháu của nghệ sĩ Tú Vũ Linh mà, tôi có quyền được điều đó. Còn hơn là những cái người mà họ không có phải là cái gì đó mà người ta còn dựa được, huống gì là Hồng Phượng, đúng không? Nhưng mà cái lúc đó thì mình cứ đi giải thích, mình cứ giải thích cái điều đó. Còn bây giờ thì Hồng Phượng không giải thích nữa. Bởi vì một cái thời gian qua thì chắc có lẽ là những người nào yêu thương mình thật sự thì họ sẽ rất là hiểu cái điều đó. Họ rất là biết cái điều đó và họ quan tâm đến những cái bước đường mà Hồng Phượng đã đi trước đó. Và họ thấy mình qua những cái đã có những thành tựu sau này thì họ sẽ biết được con đường mình đi như thế nào. Và họ vẫn theo mình đến bây giờ thì họ đã hiểu và yêu thương mình, và họ không bao giờ nói những câu nói để cho mình phải đau lòng đâu. Nhưng mà Hồng Phượng nghĩ ở cái thời điểm nào cũng vậy, câu nói đó dù cho họ có ý như thế nào, đúng hay sai, hay tốt hay xấu gì, đối với Phượng đó là một cái niềm hãnh diện. Bởi vì một người cháu của một người cậu tài năng như cậu Hồng Phượng thì điều đó là một cái điều mà hầu như có rất là nhiều người mong muốn được như vậy. Cho nên đã từ lâu rồi Hồng Phượng coi cái câu nói đó là một cái động lực để cho Hồng Phượng phải cố gắng nhiều hơn nữa để mà được xứng cái danh là cháu của nghệ sĩ Tú Vũ Linh. Like cho Phượng cái câu này. Thật ra thì khó để mà giải thích hết với từng người lắm đúng không Duy? Dạ đúng rồi. Có những điều mà Thúy luôn tâm niệm như thế nào, nếu mà chúng ta cảm thấy cái điều gì đó, nếu mà cần phải giải thích thì Thúy sẽ giải thích với những người thân của mình, những người mà mình đặt hết niềm tin vào họ. Còn nếu mà giải thích cho từng người hết tất cả mọi người thì không thể nào giải thích được đâu. Chỉ có cách là thời gian sẽ chứng minh tất cả.
Và Thúy nghĩ là ông trời đâu có phụ lòng người đâu, mình ý cứ cố là gắng Thúy hết nói mức. là không thể làm hài lòng tất cả mọi người được, đúng không? Nhưng mà qua cái câu chuyện của Phượng mới thấy là mệt thiệt á, áp lực quá. Bởi vậy nghệ sĩ chịu nhiều áp lực, áp lực, đúng rồi, anh nói muốn nói về áp lực. Trời ơi, phải lúc nào cũng bị người ta nói trời ơi Hồng Phượng là dựa cậu, nhưng mà cậu còn, này còn cậu điều kia này nữa, nhiều khi người ta biết là nói như vậy là mình sẽ cảm thấy bị tổn thương và họ cố tình làm điều đó thì sao? Họ cố tình làm mình tổn thương thì như Phượng đã nói, càng chứng minh cho họ thấy rằng là tôi trưởng thành. Không những cái dù ví dụ như là cậu Linh là người cậu của tôi, điều đó tôi được giữ cậu Linh hả, điều đó là tôi xứng đáng, đúng không? Cậu mình nổi tiếng mà tại sao mình lại không nổi tiếng, cái chuyện đó không, là thật ra, lạ. Tại do là Hồng Phượng có một cái suy nghĩ rất là tích cực và có một cái ý chí mạnh mẽ. Chứ nếu như cũng vì những câu nói như vậy thì người khác á, thì sẽ hay đổ thừa đổ lỗi là tại cậu như vậy mà con không bao giờ con phát triển được. Đúng rồi, có cho cậu nên... như vậy, có một bài phóng như thế mà Phượng lại không có thể phóng được. Đó là Phượng dở, đúng không? Cho nên là qua như vậy thì chúng ta mới thấy được là cái sự trưởng thành, sự cố gắng của mỗi người cũng khác nhau đến gì. Đúng rồi. Và cái câu chốt lại cuối cùng của Phượng đó hả, càng nói Phượng càng chứng minh cho họ thấy rằng là Phượng là chính Hồng Phượng. Thưa quý vị, và chính điều đó cho nên là trên showbiz hiện nay, trong giới mộ điệu cải lương cũng như là bolero, chúng ta chỉ cần search tên Hồng Phượng, quý vị sẽ thấy rất nhiều bài hát cả tân cổ và bolero, rất là nhiều những nhạc phẩm hay của Hồng Phượng. Nhưng mà nói gì cũng phải nói nha, chứ thật ra là con nhà nòi thì cũng có lợi thế đến gì. Ủa, anh có nói không đâu. Đúng không Phượng? Vậy thì không biết là Hồng Phượng đã thưởng được điều gì nè, cũng như là nhận được những cái sự chia sẻ góp ý gì từ người cậu và mẹ của mình dành cho cái trong cái con đường mà hoạt động nghệ thuật của mình á. Người mà đã chỉ dạy và hỗ trợ cho Hồng Phượng rất nhiều đó là mẹ. Mẹ lúc nào cũng sát cánh hết, từ những ngày đầu chập chững bước vào nghề, Hồng Phượng đóng phim, rồi Hồng Phượng đi diễn ở sân khấu, rồi Hồng Phượng xin đi hát, là từ những cái hát, đi hát là mẹ cũng đi theo, mẹ ngồi ở dưới mẹ coi Hồng Phượng hát, rồi xong rồi về, đi trên đường về là hai mẹ con lại nói chuyện với nhau, mẹ ơi bữa nay con hát bài đó được không, mẹ nói là cái chỗ này vậy, chỗ kia vậy, hồi nãy mẹ ngồi mẹ nghe, mẹ thấy có cái cô ngồi ở bên cái góc bàn bên kia kìa, cổ ngồi cổ nghe mà cổ say sưa mà cổ cứ gật gật đầu như là cổ hài lòng lắm. Có nghĩa là có những cái mà hai mẹ con rất là gần gũi và trao đổi với nhau những cái trong nghề, và mẹ đã chỉ dạy cho Phượng rất nhiều, từ những câu vọng cổ, từ những bài bản, từ những cái điệu lý. Và hầu như là Phượng đã đi theo mẹ từ hồi nhỏ rồi, cho nên là theo mẹ hát, coi mẹ hát, biết rồi, giống như là bị nhiễm. Nhưng mà chỉ nhiễm được một phần nào thôi, chứ không thể nào mà giống y chang được. Nếu như mà Phượng mà giống y chang mẹ luôn á, thì bây giờ là trời không biết phải nói làm sao luôn á, là phải nói là quá may mắn cho Phượng thật sự. Nếu như mà Phượng được giống mẹ về về ca, về diễn, về múa, về những cái mà mẹ đã có được á, mà nếu Phượng được giống như vậy luôn á thì Phượng rất là may mắn. Nhưng mà ông trời ông không có cho được vậy, Phượng chỉ được giống mẹ một khía cạnh thôi. Khi mà Phượng hát cải lương á thì cái âm và cái nhã, những cái luyến đồ á, chắc có lẽ là Phượng nghe mẹ nhiều quá. Và khi là mà Phượng thu âm ca cổ cũng vậy, là mẹ kiệu Phượng hát hết. Cho nên là khi mà Phượng hát là nó có một cái âm hưởng của mẹ. Mà nếu như mà người nào đã từng nghe mẹ hát á, mà xong rồi nghe mẹ Phượng hát, thì người ta sẽ nói là ủa sao con Phượng nó hát giống mẹ quá, hay là mẹ nó hát giống như cái thời điểm mà Phượng thi Sao Nối Ngôi á, là cái lúc mà Phượng thi cái bài Phượng nhớ là Trầu Cao á, là Phượng hát cải lương đầu tiên, là cái tập 3 là Phượng hát giọng cổ đầu tiên trong cái Sao Nối Ngôi á, là ở trong á, ở bên trong á, là có cái cô đó là cổ làm đồ hội lâu năm lắm rồi, ở trong đoàn Quỳnh Long mà đó của mẹ đó, cái lúc mà Phượng hát câu giọng cổ lên, cái cô nói ủa cái này mày hát mà Nhung đâu phải Phượng đâu, sao con mày thi mà sao mày đã thu âm cho nó kiểu vậy đó hả? cái xong rồi cái mẹ nói trời ơi nó thi nó hát chứ sao tôi hát được mà nói vậy đó. Thì là lúc thời điểm mà Phượng thi Sao Nó Ngôi là nhiều người nói là Phượng sao mà hát giống mẹ giống quá, đúng mức độ như vậy luôn, đúng không? Mà thật sự là đó là cái mà giống như là mình nhiễm á, với lại phần là mẹ chỉ dạy á, mẹ chỉ từng câu ca cổ, mà lúc mà Phượng thi Sao Nối Ngôi là Phượng chưa biết hát ca cổ luôn. Và nhắc đến Sao Nối Ngôi chưa thì biết. Anh mới chợt nhớ rằng là với sự cố gắng vượt bậc của Hồng Phượng và đã đem đến cho em một cái thành công anh nghĩ là đáng ghi nhận luôn, đó là giải nhì trong Sao Nối Ngôi, đúng không? Dạ em giải ba. Giải nhì hay ba, anh nhớ là giải cao lắm, anh không nhớ là giải mấy luôn á.
Dạ, thưa quý vị, với giải ba của Sao Nối Ngôi thì đã chứng minh cho tất cả mọi người được thấy rằng là Hồng Phượng xứng đáng, và bởi vì là cái điều đó không chỉ ở ban giám khảo mà tất cả những người mến mộ và yêu mến Phượng đã dành cho Phượng một cái tình cảm đặc biệt như vậy. Khi mà nói tới cái tên chương trình là Sao Nối Ngôi là phải hiểu được là chúng con ta nhà phải nội. Phải áp lực như thế nào khi mà thi những cái cuộc thi như chứ vậy. Chứ sao nữa. Bây giờ Thúy ơi, Thúy ơi, anh thấy là có rất là nhiều cái bình luận như thế này, bây giờ mình sẽ chọn những bình luận nào mình đọc đây Thúy hả? Quá nhiều bình luận khen Phượng luôn. Phượng ơi, Phượng hát bài Đừng Nói Lời Chia Tay nha. Anh chờ nghe nè. Anh chờ nghe nè của Quý Trường. Đó, sao ta, có đáp ứng không ta? Nhiều lắm Phượng ơi, nhiều lắm luôn, không biết anh chọn cái nào luôn đó. Phượng thuộc bài đó không? Dạ, bài đó là một bài hát mà em hát chung với nam ca sĩ Quỳnh Thật. À, cái là tên cổ hay là dạ, cái đó là tên nhạc. Nhạc thôi anh. Dạ, cho anh một đoạn thôi. Đi, cho anh một đoạn đi được không? Dạ, em nói thiệt luôn là em không nhớ hết. Dạ, xin lỗi nha thính giả nha, Phượng không có chuẩn bị gì trước. Bây giờ thì thôi, như thế là mình cảm ơn tất cả thính giả đã có mặt ở trong cái buổi live stream hôm nay và dành tình cảm rất nhiều cho Hồng Phượng. À, phải nói là thính giả Huỳnh Quý Trường thì rất là quan tâm đến Hồng Phượng nè. Hãy nhìn Hồng Phượng tham gia trên sân khấu trong Sao Nối Ngôi sẽ thấy hết sự cố gắng của bạn ấy. Đó. Đó là những thính giả nói nha, anh không có nói nha Phượng nha. Thính giả Lê Quang Thịnh nói rằng ca sĩ Hồng Phượng có một vị trí đứng riêng của mình mà, đó, trong lòng người hâm mộ đó. Với thính giả Kim Cương thì nói là Phượng là người luôn nỗ lực vì sự đam mê của chính mình. Trời ơi, sao không thấy ai khen Hoài Duy Thanh Thúy là hai người dẫn chương trình hay như vậy ta? Trời ơi, toàn khen Hồng Phượng không nè Phượng ơi. Hà Nguyễn thì nói rằng chào ca sĩ Hồng Phượng, Hồng Phượng hát ca cổ với nghệ sĩ Vũ Linh, như là khen là rất là hay đó, nhưng mà đến đó cái không thấy nhắn nữa. Nghe ngọt như đường luôn. Rồi, đó, nói chung là có rất nhiều bình luận khen về Phượng. Phượng ơi, Phượng có một lời nào cảm ơn đến tất cả những người yêu mến Phượng trong cái buổi live stream hôm nay không? Nói riêng. Dạ, dạ, em cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn những người quen nè, như là anh Quỳnh Quý Trường nè, như là anh Lê Quang Thịnh nè. Những cái anh rất là quen trên Facebook của em. Bởi vì em đã giao lưu với anh Quỳnh Quý Trường này rất là nhiều nè. Anh Lê Quang Thịnh, dạ. Và cũng như là những chị gái ở trên fanpage đang dõi theo cái chương trình của em, cũng như là có những cái lời động viên khích lệ em mà cũng đã dõi theo cái con đường của em trong thời gian qua, thì em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Chỉ cần là mọi người vẫn luôn bên cạnh em, vẫn luôn động viên và nghe nhạc của em hát, thì em hứa là em sẽ luôn cố gắng và sẽ luôn gửi đến cho tất cả mọi người những cái sản phẩm, những cái tác phẩm mà hết sức cố gắng của em, và sẽ không bao giờ làm cho mọi người thất vọng một lần nào hết. Quý vị và các bạn ơi, nếu thực sự yêu mến Hồng Phượng, bằng một là thao tác rất đơn giản thôi, quý vị vào mạng, quý vị search tên là ca sĩ Hồng Phượng, sau đó tất cả các bài hát của Hồng Phượng quý vị cứ nghe qua hết một lượt cho Hồng Phượng nhé. Và hy vọng là với những cái sự yêu mến đó thì cái lực view sẽ tăng lên. Đó là tình cảm quý vị dành cho Hồng Phượng, nó đơn giản vậy thôi anh Duy. Dạ đúng rồi anh. Hồng Phượng nè, cách đây một hai năm trước thì Thúy Anh Duy có giao lưu với Hồng Phượng rồi. Thì lúc đó không chỉ nhắc đến cậu Năm Vũ Linh, không chỉ nhắc đến mẹ Hồng Nhung, mà hình như còn một người cũng rất quan trọng với Hồng Phượng nữa, mà từ đầu đến giờ chúng ta chưa nghe nhắc đến. Nhớ dài ghê luôn, dễ sợ thiệt á. Nhớ vậy đó. Nhưng mà tại vì muốn để Hồng Phượng tự nói sẽ hay hơn là mình nhắc, đúng không anh Duy? Nhưng mà đợi hoài không thấy nhắc nên giờ mình nhắc. Em nói đi, thì em hỏi lại cho lần nữa cho Phượng trả lời cho. Ai về Phượng hả? Dạ, ai vậy anh? Ai vậy hả? Vậy thì bây giờ mình phải nhắc tới là diễn viên Long Hồ. Diễn viên Long Dạ. Hồ. Dạ. Rồi, gợi ý rồi đó. Dạ. Dạ, anh Long Hồ là chồng em. Thì đó, người ấy có ý nghĩa như thế nào trên bước đường mà phát triển nghệ thuật của Hồng Phượng? Dạ, phải nói là em với anh Hồ là rất là tương trợ với nhau trong nghề. Anh luôn là một cái nơi mà để cho em có những cái mà trăn trở trong nghề của em, hoặc là những cái điều mà em ấp ủ, những cái mà em muốn làm là em luôn nói với anh. Và ví dụ như em cần anh hỗ trợ cái gì là anh luôn luôn là một người đứng dang rộng vòng tay và lúc nào cũng hỗ trợ em hết mình hết. Và đặc biệt là ở chương trình Sao Nối Ngôi nè, rồi ở mini show của em nè,
rồi những cái MV của em nè, những cái tứ tần tật, những cái sản phẩm của em từ album phân 1 luôn á, là hầu như là đều có sự có mặt của anh Long Hồ hết. Anh làm tất cả mọi thứ, từ nói chung là khi mà đi quay MV á là anh làm luôn thiết kế, anh làm đạo diễn, anh làm thiết kế, anh làm diễn viên, anh làm hết tất tần tật, từ đi kiếm bối cảnh tới tất tần tật đi với em, hoặc là em kiếm bối cảnh rồi em về em nói với anh. Rồi những cái như là Trong Sao Nói Ngôi cũng vậy, không có đêm thi nào của em mà không có sự có mặt của anh Hồ. Và những cái lúc tập luôn á là đều có anh Hồ luôn. Ví dụ như tập mà có vấn đề gì là anh Hồ đều góp ý, bởi vì anh Hồ có một cái lợi hơn em, là bởi vì anh Hồ học ở trong trường lớp đàng hoàng, anh Hồ học ở trường sân khấu, còn em thì em chỉ là con nhà nòi thôi, gọi là tay ngang thôi. Nói chung là anh Long Hồ là một trong những người là ảnh hưởng nhất cả cuộc đời và công việc của em. Nói chung là như vậy. Chắc chắn là dạ, trong cái là... thời gian trước khi mà trở thành chồng của Hồng Phượng, thì Hồng Phượng cũng đã phát hiện ra là anh này đã có những cái ưu điểm này, là đúng không? Trời, em buồn cười quá Thúy ơi. Sao vậy? Không phải không tìm được cái ưu điểm này thì sao người ta đến với nhau? Không. Nhiều khi đến với nhau vì một cái gì đó, nhưng mà cái gì đó là vì cái gì, là vì cái gì? Trời ơi. Nhưng mà thật ra là Hồng Phượng rất là may mắn, bởi vì đã phát hiện ra được có một người rất là quan tâm, có thể là hỗ trợ, có thể là trời ơi, hiểu rồi. Nếu mà nói là may mắn thì thật sự là em cảm thấy mình rất may mắn. Em may mắn là bởi vì được sinh trưởng trong cái gia đình mà toàn người giỏi thôi. Rồi đến khi mà em lấy chồng, em cũng lại được có thêm một người khá giỏi để mà tài trợ cho em, để mà hỗ trợ cho em nữa. Cho nên là em cảm thấy là cái bước đường làm nghệ thuật của mình á, nó được cái sự hỗ trợ rất là nhiều. Nói chung là cuộc đời và công việc của Hồng Phượng á, là được rất may mắn là như vậy. Bởi vì bây giờ nếu mà anh nói nữa thì không còn thời gian để mà chúng ta nghe tiếp bài hát của Phượng nữa. Nhanh quá ha, mới bây giờ, sắp hết giờ rồi. Anh nghĩ là chúng còn được một vài phút mình nói chuyện với nhau. Vậy thì anh hỏi thêm một câu nữa thôi. Là Phượng ơi, Phượng, cái thế mạnh của Phượng là đóng cái vai nào? Ví dụ phản diện hay là chính diện hay là những cái vai gì hả? Lại thêm một phần nữa là nếu như mà nói là phản diện hay chính diện hay là hiền hay là ác hay là dữ gì đó thì may mắn là ở Sau Nó Ngôi em có thể thể hiện được hết. Trời các thể loại, ví dụ như là em có thể đóng một cái cô Thanh ở trong Hoàng Giọng Phu, là một cô gọi là nữ đào thương đó. Đào thương thì cũng được rất là đón nhận. Và qua tới cái trích đoạn Duyên Kiếp, là cái trích đoạn mà em diễn trong đêm chung kết á, là một cô mà ghen tuông rồi nổi giận khi mà biết là người, khi biết mà cô Huệ là có bầu á, là em cũng có thể nổi giận lên nổi được giận như vậy là, nữa. Dạ, nổi trận lôi đình đó. Nói là cái dạ, nói chung là nếu như mà may mắn mà em được nhận được một cái vai nào á thì em cũng sẽ cố gắng làm hết sức mình hết. Rồi cho anh hỏi câu cuối cùng thôi, để hỏi đi, không trả lời cho anh hai chữ thôi. Như vậy thì ở ngoài đời là chính diện hay phản diện cái nào tốt? Dạ, ở ngoài đời hả? Ở ngoài đời mà dễ quá. Hai chữ thôi. Hai chữ thôi hả? Tất ở ngoài thì em rất là sốc nổi á, gọi là sốc nổi lắm, em rất là nhí nhố, gặp ai em cũng rất là tin tưởng vậy đó. Bây giờ là thấy Hồng Phượng là nhắc nhiều đến chương trình Sao Nói Ngôi, cho nên Thúy cũng nghĩ ra chắc là đây là một cái chương trình mà có ý nghĩa rất là quan trọng đối với Hồng Phượng. Nó có phải là một bước ngoặt trong cái sự nghiệp của Hồng Phượng không? Dạ, chính xác là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của em luôn á. Bước ngoặt rất là lớn, là đó là một cái chương trình đánh dấu tên tuổi của em, cũng như là giới thiệu đến quý vị khán giả biết được em là xuất thân từ đâu và con cháu của một dòng dõi nghệ thuật cải lương. Và lại được thêm một cái may mắn nữa mà chắc có lẽ trong suốt cuộc đời của em nghĩ là nó là một cái sự may mắn vô cùng, đó là em được sự hỗ trợ trợ diễn hai đêm của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Linh. Đó là một đêm em diễn Hoàng Giọng Phu và một đêm em diễn Duyên Kiếp, là đều có mặt của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh hỗ trợ em để mà diễn trong phần thi của mình. Đó là cái điều mà em nghĩ là suốt cuộc đời này em phải rất là mang ơn. Và không bao giờ quên, đúng không?
câu chuyện của chúng ta sao mà nó còn dang dở quá anh Duy hả? Nhưng mà thời gian thì đã trôi qua rồi. 60 phút vẫn không thể nào truyền tải hết những cuộc trò chuyện của chúng tôi gợi ý đến cho tất quý vị về cuộc đời sân khấu cũng như là cuộc đời thường của Hồng Phượng. Chúng tôi muốn tạm dừng tại đây để mời quý vị thưởng thức những bài tân cổ, còn rất nhiều bài hay lắm, và sẽ chọn một bài trong buổi chiều hôm nay để đáp ứng quý vị. Trước khi chia tay, Hồng Phượng hãy nói một lời gì đó với tất cả quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Sắc Màu Phương Nam. Dạ, em rất là cảm ơn chương trình Sắc Màu Phương Nam đã kết nối cho em được gặp hai MC rất là dễ thương, và cũng như là các cái thính giả đang nghe cái chương trình của em. Và em mong rằng là trong cái mùa dịch này mọi người sẽ có thật là nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ mau được đi ra ngoài để mà chúng ta làm việc trở lại, và cái cuộc sống của chúng ta sẽ trở lại bình thường để mà em còn được đi show nữa. Thật sự ra là bây giờ cả em và tất cả các nghệ sĩ đều nhớ sân khấu lắm rồi, nhớ khán giả lắm rồi. Và em chỉ mong như vậy thôi. Và cái điều quan trọng nhất hiện tại bây giờ là em mong cho tất cả chúng ta sẽ thật là nhiều sức khỏe, và toàn thế giới chúng ta sẽ mau chóng để lùi căn đại dịch này. Đúng dạ rồi. Đúng rồi. Em mong tới ngày mà tuyên bố toàn thế giới hết dịch, em chỉ mong tới ngày đó thật là nhanh thôi. Ngày đó cũng không còn lâu nữa, còn mấy ngày nữa thôi. Hãy chuẩn bị cờ nha, cờ hoa áo nha, rồi chúng ta xuống đường nha. Rồi anh nói thiệt với là một đêm thật là tuyệt vời khi mà chúng ta công bố hết dịch corona. Rồi bây giờ thì trước khi Thúy gửi lời cảm ơn đến Hồng Phượng thì mời kỹ thuật viên cũng sẽ phát bài ca cổ Hàm Mặt Tử ha, và Thúy sẽ giới thiệu sau. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt nữ ca sĩ Hồng Phượng, một ca sĩ phải nói là hát bolero nè, rồi ca cổ cũng hay nè, dân ca cũng hay nè. Hy vọng là con đường sắp tới của Hồng Phượng sẽ luôn phát triển và luôn nở hoa, đúng không? Còn bây giờ giới thiệu đi. Rồi, mình giới thiệu rồi mà kỹ thuật vẫn chưa phát, là mời kỹ thuật phát trước ca khúc Hàng Mặt Tử. Rồi bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ một sáng tác của soạn giả nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu, trình bày nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và Hồng Phượng. Mời quý vị cùng thưởng thức. Và đến đây thì thời gian dành cho chương trình của chúng ta cũng đã hết rồi. Rất buồn nhưng mà cũng phải nói là chia tay với lại ca sĩ Hồng Phượng thôi. Và chúng ta cũng không quên gửi lời cảm ơn Viettel Bình Phước, chi nhánh tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội đã đồng hành cùng chương trình này. Thank you.
dần bóng một nhà thơ, người bán dần trắng đã vĩnh viễn ra đi, mang theo thơ nhạc và lửa đời sương gió, một kiếp thi nhân đã về chầu đất chúa, giữa một đêm sầu hoang vắng cô liêu, trắng vàng sẽ biệt bạn bạn bảo nhiều tình ngày xưa, một người bạn một người mua, mảnh trắng là một bài thơ chữ hoa đài. Chiết khấu sau tháng liền, Viettel Pay chiết khấu ngay, giao dịch luôn có quà 10% chiết khấu cho ai đang là khách hàng. Hãy lắng nghe chớ quên đi. Chiết khấu sau tháng liền, nạp điện thoại chiết khấu ngay khi nạp cho chính mình, 10% sau tháng luôn, thuê bao được chiết khấu quà ngay, ta nhận chiết khấu. Từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, Viettel Pay chiết khấu ngay 10% giá trị giao dịch khi thuê bao nạp tiền điện thoại cho chính mình qua chức năng nạp điện thoại trên Viettel Pay, không giới hạn số lần nạp. Đối với khách hàng đăng ký Viettel Pay trong thời gian diễn ra chương trình được hưởng 6 tháng chiết khấu 10% tính bắt đầu từ ngày đăng ký Viettel Pay thành công. Đối với khách hàng đã đăng ký Viettel Pay trước thời điểm triển khai chương trình và chưa bao giờ nạp điện thoại cho chính mình được hưởng 6 tháng chiết khấu 10% được tính bắt đầu từ ngày triển khai chương trình đến hết ngày 7 tháng 8 năm 2020. Dùng Viettel Pay nạp tiền ngay chiết khấu liền tay.